Hi, xin chào tất cả các anh em cần thủ tới với đại tiệc mồi câu ở bên shop đồ câu Phim Mắc ha. Thì trước mắt mọi người đó là rất nhiều loại mồi câu mà shop mình mới về chuyên dùng để câu lua cá lóc, cá chẽm. Đó, thì đây là những con mồi cực kỳ hot nên bên mình nhập về với số lượng nhiều để bán ha. Thì mình sẽ đi từng chi tiết từng con mồi cho mọi người. Thứ nhất đó là một bộ hộp mồi 5 con như thế này. Đó, thì con đây, mồi cá sắt. Con này trọng lượng là 10g, có 5 màu ha. Những cái màu này thì mọi người thường thấy ở những con mồi câu á, thường màu đó. Cái lưỡi này là lưỡi BKK luôn. Thì đi kèm với cái hộp này thì có những cái khóa như thế này kèm cho mọi người luôn. Thì một cái hộp mồi câu mọi người mua như thế này thì đủ 5 màu cho mọi người thay đổi cái lúc mà mình câu ha. Đó. Cái giá hộp mồi thì sẽ rẻ hơn nhiều so với việc mà mọi người mua từng con riêng lẻ. Tiếp theo là một con mồi cá sáu khúc mà bên mình bán rất là chạy hàng ha. Không chỉ bán tại cửa hàng mà ở bên các sàn thương mại điện tử bên mình bán thì đều rất là chạy. Đó, con mồi sáu khúc như này. Mọi người có thể xem cái chuyển động của nó này. Lúc mà nó bơi vào trong nước thì sẽ bơi giống rất là giống con cá thật luôn. Con này thì nặng 18g ha mọi người. Đấy, rất là nhiều mồi luôn. Mọi người có thể xem khối lượng bởi vì mỗi lần bên mình về rất là nhiều. Bởi vì khách đặt rất là số lượng rất là nhiều mà từ nhiều nguồn khác nhau. Tiếp theo đó là một con mồi VIP nha mọi người. Con mồi này thì lưỡi BKK này. Cái màu sắc nước sơn của nó rất là đẹp ha. Con mắt này nó cũng giống như con mắt cá thiệt luôn. Thì mình sẽ cân cho mọi người xem là nó sẽ nặng bao nhiêu gram ha. Con này nặng 14g. Thì shop mình về có 3 màu luôn. 3 màu thì thường là những cái màu mà thường là rất là nhạy cá. Anh em mà mình lua cá chẽm rồi thì thường lúc mà mình đi câu thì mang rất là nhiều mồi. Thì đây là một sự lựa chọn cho mọi người có thể tham khảo để cho vào bộ sưu tập mồi của mình ha. Đây có 3 màu đây. Màu rất là nổi bật luôn. Tiếp theo sẽ là những con mồi khác. Đây là một con mồi ruồi. Có bi bên trong luôn nha mọi người. Lưỡi này không phải là lưỡi BKK đâu. Có 2 màu. Màu rần ri và màu vàng đen này ha. Mồi này nặng 8g, cỡ khoảng 3cm. Mồi chúc bi á. Trên tay mình là một con mồi rất là đẹp ha. Màu cam ánh tím này, ánh tím ở trên lưng này. Thì con mồi này dùng để chuyên lua cá chẽm, cá nhồng, cá nhồng, cá mú, cá vược rồi đó. Mọi người có thể xem này. Phần bụng thì màu cam, ánh cam này, màu tím này. Khi mà mình lua dưới nước á, thì cái màu này nó rất là thu hút con mồi, thu hút con cá nó đớp mồi ha. Con mồi này thì nặng 16g. Nó đi lượng từ 3 tới 5 mét ha mọi người. Là một con mồi nữa. Bên mình thường về những cái mồi mà nó sẽ là nhạy cá nhất, bởi vì kinh nghiệm bán lâu năm thì những con có những cái màu sắc như vậy thì sẽ rất là nhạy cá ha. Đây, con mồi xanh đi. Đây, nước sơn rất là đẹp ha, mà sơn này mọi người không phải lo cái việc mà nó sẽ bị tróc sơn đâu. Mọi người thấy rất là đẹp đúng không? Cái con mắt của nó như con mồi, như con cá thiệt luôn. Rồi, xem con mồi này nặng bao nhiêu gram. Con này nặng 10g nha mọi người. Thì ngoài màu này thì con mồi này còn có những màu khác. Màu vàng ánh cam này.
xanh có rằn ri này và màu đỏ. À, cuối cùng nó là một con mồi mà làm mưa làm gió trong thị trường trong cái giới câu lua bên mình ha. Đó là con mồi NFF. Đây, thì mọi người đi câu chắc là không còn xa lạ với con mồi này nữa bởi vì cực kỳ nhạy hàng, cực kỳ nhạy cá. Có một thời gian bị cháy hàng luôn ạ. Thì với con mồi này thì shop mình về có 4 màu đầy đủ luôn. Màu đen can này, màu chấm bi, màu đen rằn ri ha. Chất liệu bằng cao su ha, hàng chuẩn luôn nha mọi người, nên mọi người không phải thắc sự là mua phải hàng nhái hay hàng gì đâu. Vậy mình có cái lưỡi mà đi kèm với con mồi này, mình có hai loại lưỡi. Bên mình có hai loại, đó là một cái loại lưỡi như thế này, là một loại lưỡi màu vàng. Lưỡi màu vàng thì lưỡi thủ công thì phải đặt hàng trước thì mới có, nên là rất khó có hàng ha, mọi người đặt hàng sớm ha. Sau khi giới thiệu với mọi người một số những mẫu mồi tiêu biểu mà shop mình mới về ha, thì chuyên để câu lua cá chẽm, cá lóc. Thì ngoài ra thì bên mình có những cái mẫu mồi khác, mọi người có thể gửi hình cho bên fanpage của mình, có thể hỏi hoặc là đặt câu hỏi để shop mình tư vấn cho mọi người mẫu mồi phù hợp ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo, hoặc là hẹn mọi người ở địa chỉ cửa hàng, đó là đồ câu Phim Mắc 186 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.